Lời nói đầu tiên, Dương Hữu chúc quý nhà Hảo Tâm trong và ngoài nước thật nhiều sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Và hôm nay Dương Hữu cũng trở lại nhà trọ Châu Xuyền lần 3 cho Đinh Bé Ba ở huyện Cái Sách, tỉnh Sóc Trăng. Bệnh thận giai đoạn cuối, nhiều hoàn cảnh cũng rất là khó khăn, không về quê được, còn thiếu nhà trọ tiền. Nhưng mà đặc biệt hôm nay cũng được anh Bách Đại Dũng ở Vĩnh Long tiếp tục hỗ trợ 400.000. Quý vị đã xem thì Bé Ba hôm nay cũng nằm tại nhà trọ, ổn định, tay thì vẫn còn những cái dấu kim đâm, những phần sưng. Và Bé Ba hôm nay khỏe không Bé Ba? Dạ, hôm nay con cũng đỡ, nhờ tiền của nhà Hảo Tâm với lại hội từ thiện đó, em có tiền vô đạm với thuốc tạo máu thì người nó sẽ đỡ hơn, đỡ mệt hơn vậy. Con cũng cảm ơn nhiều. Tin vui ha. Dạ. Thì Dương Hữu cũng thay mặt Bé Ba cũng xin cảm ơn quý nhà Hảo Tâm trong thời gian qua đã hỗ trợ cho tiền của Bé Ba thì vô đạm và vô thuốc, sức khỏe cũng ổn định. Số điện thoại của Dương Hữu là 0909098469. Hy vọng rằng được nhiều nhà Hảo Tâm giúp cho từ thiện 7 tiếp tục một chút thôi. Con bước qua cho 400.000 của anh Bách Đại Dũng. Đây là 400.000 của anh Quách Đại Dũng ở Vĩnh Long có hỗ trợ cho Bé Ba đó ha. Xin mời. Con cảm ơn chú Quách Đại Dũng đã hỗ trợ cho con trong lúc khó khăn này, con cảm ơn rất nhiều và nhà Hảo Tâm đã tài trợ con trong lúc vừa qua để con có tiền đi chạy thận này, vô đạm với thuốc thảo máu, và xin cảm ơn suốt đời. Quý vị đã xem thì Dương Hậu hy vọng rằng được nhiều ân nhân và nhà Hảo Tâm tiếp tục giúp cho Bé Ba thì thuộc hộ nghèo mà khó khăn độc thân, muốn về quê về không được, nhưng mà đang chạy thận ở 7 rất cần sự hỗ trợ. Nếu quý vị nào phát tâm thì Dương Hữu sẽ tiếp tục nhận giúp cho Bé Ba. Đây là việc làm công đức vô biên, hy vọng rằng được quý nhà Hảo Tâm sẽ xem xét giúp chương trình này, hỗ trợ cho bình thường lại như trước. Xin cảm ơn rất nhiều.